vâng xin chào tất cả quý anh chị các bạn rất vui được gặp quý anh chị các bạn trong video ngày hôm nay hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn quý anh chị các bạn sử dụng cái công cụ liên quan đến VAP đó là volume spread đấy là cái công cụ này thì được sử dụng khá là nhiều và khá là nổi tiếng rồi trên thế giới thì đây là đây là một cái chiến thuật mà khá là nổi tiếng các bạn nhé đó là cái công cụ này thì trong thời gian vừa rồi thì phần mềm cũng đã được tích hợp và nâng cấp và có thêm cả cái công cụ này cho quý anh chị các bạn đây thì cái công cụ này nếu mà các bạn tìm trên mạng cũng có và thậm chí là một số những cái trang web liên quan đến đồ thị chứng khoán như này. Và đồ thị chứng khoán như này thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã có, nó cũng đã có những cái kiểu như là nó hỗ trợ báo cho chúng ta biết là cái đường, cái cái cái, cái khối lượng, là cái khối lượng nó đi ngang cái vùng giá này. Thì đối với phiên bản nâng cấp tích hợp là tiên phần mềm Trading Pro thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ có cái cái nến màu khác nhau đỏ, vàng và xanh. Và những cái mức những cái mức đường này thì nó sẽ tự động nó sẽ tự động xác định cho khuyến cho các bạn và thậm chí là chúng ta không phải vẽ không phải làm gì cả mở lên nó sẽ tự động xác định như thế này và đối với phần mềm này thì mình đã chọn những cái thông số làm sao cho hợp lý làm sao cho nó phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam nhất rồi à, chúng ta không cần phải chỉnh sửa một cái gì cả để nó mặc định như thế này là hợp lý rồi và tại sao lại có những cái cây nến màu vàng và màu xanh màu đỏ này thì mình sẽ hướng dẫn quý chị các bạn sử dụng cái công cụ này làm sao để chúng ta mua những cái cổ phiếu được những cái vùng giá hấp dẫn hơn đúng không ạ? Những cái mình các bạn sẽ lưu ý nhé. Khi các bạn sử dụng cái chiến thuật này và mua theo cái chiến thuật này thì chúng ta sẽ phải mua được cái cổ phiếu mà kiểu kiểu uh, chúng ta sẽ phải kiểu như mua những cái vùng giá hấp dẫn cái vùng giá tích lũy thì khi đó thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ phải nắm giữ một cái thời gian khá là dài nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ lại có một cái lợi nhuận khá là tốt nhé khi theo cái phương pháp này cái, cái chiến thuật này thì các bạn sẽ để ý à, cái cây nến màu vàng Cây nến màu vàng nó sẽ là cái vùng giá mua cái vùng giá hấp dẫn cái vùng giá chúng ta bắt đầu mua vào màu vàng nhưng mà màu vàng nó sẽ phải màu vàng ở cái thời điểm hiện tại các bạn để ý ví dụ như thời điểm hiện tại để ý nha nhớ kỹ thời điểm hiện tại đó là cây nến đầu tiên cuối cùng ở đâu cây nến cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại hoặc là trước đó một cây nến mà nếu nó xuất hiện màu vàng là chúng ta bắt đầu chúng ta có thể xuất hiện mua gom dần giá càng thấp thì chúng ta càng mua gom dần đúng không ạ là cái vùng giá hấp dẫn còn nếu mà nếu nếu nó về quá khứ ví dụ như ở đây đồ thị này nhá cổ phiếu này thì các bạn thấy là đây ở vùng này là màu vàng nhưng mà cái vùng thực sự giá đến cái vùng này tại cái thời điểm đó vùng này nó chưa phải là màu vàng các bạn nhìn thấy các bạn đây mình dịch đây cái vùng này thì nó chưa phải là màu vàng mình sẽ lấy ví dụ để mình lấy cổ phiếu VIX thì các bạn có thấy đây thời điểm hiện tại đây là công cụ mà mặc định sẵn các bạn không cần phải chỉnh sửa gì cả màu nến hay là này kia các kiểu các bạn không cần chỉnh sửa mình đã tích hợp làm sao nó phù hợp với cái thị trường chứng khoán Việt Nam rồi cái chiến thuật này nó rất là nổi tiếng và các bạn có thể tìm hiểu trên mạng thậm chí là các bạn có thể lấy được cái công cụ này quan trọng là khi các bạn lấy trên mạng về thì các bạn không còn cái thông số mặc định sẵn làm sao cho phù hợp với thị trường chứng khoán thì thôi nó chỉ khác nhau như thế và khi các bạn sử dụng cái phần mềm Trading Pro thì chúng ta sẽ có những cái thông tin mà mình chỉnh sửa sẵn đúng không ạ ok thì các bạn như thấy đây thời điểm hiện tại các bạn như thế đây bắt đầu là cái vùng giá màu vàng đấy khi xuất hiện đến cái vùng nến màu vàng cho đến thời điểm hiện tại đây thời điểm hiện tại là cái nến cuối cùng của đồ thị đây này và của đồ thị này thì các bạn sẽ thấy là đây là cái vùng mà các bạn bắt đầu chúng ta có thể mua gom dần và các bạn mua gom dần mua cho đến khi nào mua cho đến khi nào nó hết cái màu vàng có nghĩa là nó không còn nến màu vàng nữa thì thôi chúng ta không mua nữa đây các bạn nhìn thấy đây là những cái vùng nến màu vàng tính cho đến thời điểm hiện tại của cái đồ thị này thì các bạn thấy đây là À, màu vàng nha thì các bạn mua dần, đúng không? các bạn sẽ mua dần, mua dần, mua gom dần, thì các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện ở đây nó tích lũy rất là dài. Các bạn nhìn thấy là từ cái thời điểm này, này từ cái cái nến từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 18 tháng 10, đó là hai tháng liền, gần hai tháng liền mà chúng ta mua một cổ phiếu này nó chưa chạy. Khi các bạn sử dụng cái công cụ này, các bạn sẽ lưu ý. Nhưng mà khi nó chạy, nó sẽ chạy rất là xa, rất, rất là cao luôn. Các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn nhìn thấy là mua vùng này thì các bạn nhìn thấy đây là đấy khi vượt đến nó nhảy đến lên đến nến màu xanh rồi chúng ta dừng rồi stop không mua nữa đúng không ạ thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ nhảy ra, nó đi rất là xa này đây mua ở vùng này nhá vùng giá 13 14 nhá thì các bạn nhìn thấy này nó tăng rất là khỏe đấy thì các bạn thấy là nó tăng gần như là gấp đôi nó tăng gần như là gấp đôi không chỉ như thế mình sẽ lấy thêm một ví dụ khác nữa đó là cổ phiếu PC1 thì các bạn nhìn thấy đây nó có một cái cây nến vàng ở đây và khi nó nhúng xuống ở đây rất là sâu các bạn chưa nhụng chưa cần đến cái công cụ nào khác cả các bạn chỉ cần sử dụng mỗi cái này thôi và chúng ta sẽ mua được cái vùng giá cực kỳ là hấp dẫn thì các bạn nhìn thấy là đây nó có xuất hiện một cây nến màu vàng đây và khi nó xuất hiện bắt đầu xuất hiện cây nến màu vàng và chúng ta bắt đầu có trạng thái kích hoạt trạng thái của ta mua gom dần gom dần giữ dần và các bạn thấy này đây, đây cổ phiếu này nó chạy cũng rất là xa Đấy đây nó chạy rất là xa đấy đây nó chạy lên còn đến, đến giá 47 và mình mua ở vùng cùng vùng giá 35 36 và các bạn thấy là nó tăng lên còn mươi mấy 45 và thì rất là ok đúng không ạ thì đây là một cái phương pháp mà nó khá là nổi tiếng rồi khá là nổi tiếng trên thị trường à, toàn thế giới rồi Tuy nhiên thì làm sao để chúng ta có những cái thông số làm sao để phù hợp với thị trường chứng khoán việt nam thì cái câu chuyện khá là khó và nó cần đến phải kinh nghiệm sử dụng cái này nữa thì khi các bạn sử dụng cái công cụ Chain Plus này thì sẽ được mình set up đủ tất cả các thông số nó tự động mặc định làm sao cho phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và chúng ta sẽ có kỳ vọng là ít nhất là chúng ta sẽ có lợi nhuận khoảng từ trên 50% trở lên chúng ta mới chốt lời các bạn nhé đối với cổ phiếu đối với công cụ này khi chúng ta đã mua gom ở những cái vùng nến màu vàng ấy các bạn sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ mua uh, có lợi nhuận cao cao hơn một chút để chúng ta mới ao ra chứ đừng có mà ao sớm các bạn nhé Ok, thì để cho là video mình xin tạm dừng tại đây. Xin chúc quý anh chị các bạn luôn lựa chọn cho mình những cái phương pháp, những cái chiến thuật, những cái công cụ làm sao cho chúng ta đầu tư làm sao cho hiệu quả nhất trên cái thị trường tài chính này, đúng không ạ? Ok, nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở những video sau ạ.